Dạ, chúng con đã sẵn sàng. Kính xin thầy truyền dạy. Tốt lắm. Nào, các trò hãy đem văn ra cho ta xem. Ok, đã đến giờ vào học mà sao trên chiếu vẫn còn trống chỗ. Các trò hãy cho ta biết hôm nay ai vắng mặt vậy? Dạ thưa thầy, người vắng mặt là Lý Vô Cương. Lý Vô Cương à? Dạ. Nhưng vì lý do gì? Bệnh tật hay là... Dạ, xin tiểu thơ nắng lại cho tôi được đôi tiếng phân trần. Em, mở đường cho ta đi. Dạ. Tiểu thơ. Thôi, không có tiểu thơ gì hết á. Không có phân trần, phân kính gì hết á. Công tử mau tránh đường cho chúng tôi đi. Trời ơi, A Hoàng, thông cảm cho ta mà. Ta chỉ muốn nói với tiểu thơ một chút xíu chuyện thôi à. Thôi đi, cứ hễ bước chân ra ngõ là gặp công tử cản đường à. À, mà công tử họ gì vậy? Ta hả? Ta họ Lý. Họ Lý. Tên gọi Vô Cương. Lý Vô Cương. Họ Lý à? Tên đẹp không? Ừ, vậy mà tôi tưởng công tử họ Lì chứ. Ây da, đây, đừng hổn nha. Xin à, sao cứ sát tới hoài vậy? Trời ơi, A Hoàng. Dạ thưa thầy, chẳng phải Lý Vô Cương bị bệnh hay gặp chuyện rủi ro mà vì... Dạ, xin thầy nhìn qua bên cửa sổ sẽ rõ. À, thì ra... Xin tiểu thơ đừng cho tôi là người lì lợm, ngày nào cũng chặn đường đón ngõ. Vậy chứ ông chàng ràng trước mặt tôi đi làm gì? Dạ, để... Để làm gì? À, tôi biết rồi. Biết gì? Ông tính về phải không? Bệnh bạ quá. Ở đây là trường học, tôi đâu có dám về bệnh bạ. Vậy chỗ khác thì dám, phải không? Đúng vậy. Đâu có, bao giờ tôi dám làm như thế đâu. Tiểu thơ, mục đích tôi tới đây là mong tiểu thơ hiểu được tấm lòng của Vô Cương. Bao đêm trằn trọc bên đèn suy tư, xếp chữ làm thơ tôi riêng tặng cho nàng. Tôi muốn từng câu phải đẹp tở tơ vàng. Cảm ơn ông đã có lòng quý trọng, nhưng nếu chỉ vì để tặng một bài thơ, sao chẳng
cơm mang danh công tư. Tôi dám nào dở khỏi đăng quăng, chỉ sợ ai khi xem thơ là dạ thơ của tôi không hiểu được. Dạ thơ này không ai hiểu được tâm trạng, vì trong thơ toàn dùng lời lẽ cao xa nên tôi quyết định sẽ tự mình ngăn nga. Thì văn chương mới lộ vẻ ngọc ngà. Nhưng xin lỗi ông, chúng tôi chẳng có thời giờ để nghe ông cất giọng quanh vàng. Ông ngâm, ông nga những chữ ngọc, chữ ngà. Dạ nhưng... Không có nhân nhị gì hết. Lần cuối cùng tôi hỏi ông có tránh ra không, hay là ông muốn tôi la lên? Tôi cho ông hay, cái giọng của tôi nó cũng tốt lắm mà nghe. Tôi mà la lên nó quan bản hay được thì lúc đó ông tha hồ mà. Hoàng, trời ơi đừng la mà. Có gì đâu mà la, ta chỉ muốn đọc chút xíu cho tiểu thơ nghe thôi. Đọc xong thì ta sẽ vào lớp liền vậy hả? Không còn cản trở gì tiểu thơ nữa đâu mà sợ. Thơ của ta gọn lắm mà, ta chọn từng chữ từng ý rất hay. Mà chỉ có mấy câu à, cho ta đọc đi. Thôi được rồi, công tử cứ đọc đi, cứ ngâm đi, tôi nghe đây. Nhưng nhớ là phải nhanh lên đó nha. Nhanh liền. Cảm ơn tiểu thơ. Tôi sẽ ngâm thật nhanh. Bà thơ đâu rồi à? Mới đây mà. Đây. Trời ơi, văn chương là lời vàng chữ ngọc mà nhét vô lưng quần sao? Nhét vô mấy cái chỗ kín đáo đọc nó hay lắm. Trời ơi, lời vàng chữ ngọc mà nhưng phải nhét vô mấy cái chỗ này để tụi nó ăn cắp sao? Bắt đầu đọc nha. Tiểu thơ, tiểu thơ ơi, tiểu thơ nghe những lời này rồi tiểu thơ sẽ hiểu được lòng tôi. Vậy thì còn chờ gì nữa, ngâm đi chàng. Khen ai khéo đẻ ra nàng, có mái tóc dài mịn màng ống ả, có gương mặt như trăng vàng sáng tỏa, nên mỗi bước nàng đi có bao con mắt tò mò. Ta là kẻ tình si, tại vì nàng ta mất ngủ, ta cứ nằm ta ấp ủ một ước mơ má phấn tựa râu mày. Hay. Công tử làm thơ hay quá. Dạ, nặng ốc môi tim gần cả tháng mà không hay sao được. Bây giờ thì chúng tôi đã nghe rồi, xin công tử cho chúng tôi đi nha. Không, tiểu thơ đã nghe, tiểu thơ đã hiểu được lòng tôi. Vậy thì tiểu thơ trả lời ngay lập tức đi. Trả lời? Dạ. Mà trả lời chuyện gì? Chuyện ước mơ của tôi. Cái ước mơ má phấn được tựa râu mài đó phải không? Dạ, râu mài, đúng vậy. Tôi đã gửi cả hồn tôi vào án văn chương để trao cho tiểu thơ. Nếu tiểu thơ phải trả lời cho tôi chứ bằng không thì tôi sẽ buồn, tôi sẽ âu sầu mà sinh bệnh nhức đầu sổ mũi. Tội nghiệp công tử quá à. Dạ. Nếu công tử cho rằng mình giỏi văn chương thi phú á, thì hãy đối lại câu này. Đối hả? Nếu đối được thì tôi sẽ trả lời, còn không được thì xin cứ đừng cản đường tôi nữa. Nếu không thì tôi sẽ mét cha tôi đó. Ôi tưởng gì đối. Được rồi, tiểu thơ cứ ra đùi đi. Ủa ơi, ra dế đi, tôi sẽ đối lại liền. Công tử có vẻ chắc ăn quá ha. Không chắc ăn sao được. Xin lỗi cô à, tưởng gì chứ đối thì dễ quá. Trong trường này chưa có chắc ai là lanh miệng bằng tôi. Vậy thì xin công tử đối dùm câu đối vụng về này của Đoàn Thị Điểm nha. Mời tiểu thơ. Xin công tử lắng nghe. Công tử là công tử lì, gặp gái hay gì là lì công tử. Tiểu thơ, tôi... Công tử nói lại đi. Tiểu thơ tôi đã ra dế rồi đó, công tử nghe rõ chưa? Hay là để tôi nhắc lại dùm cho nghe. Công tử là công tử lì, gặp gái hay gì là lì công tử. Gì mà tôi... Nếu công tử không đối lại được thì xin tránh đường cho chúng tôi đi. Nắng đã nhiều
mà đường ra chợ thì còn xa. Khoan đã, nếu tiểu thơ đem tôi ra đùa giỡn thì nơi đây tôi muốn chính tiểu thơ phải đổi lại cho tròn. Nếu đôi không xong thì đừng mong tôi đây tha thứ. Chân tình của tôi đã bị đem ra bỡn cợt thì tôi cũng sẵn sàng làm một kẻ thất phu. Thất phu đó. Nè, vô cương công ma tử. Cái gì? Sao lại hàm hồ quan trách tiểu thư? Đã giao hẹn rồi, nếu mà người bí văn chương thì phải tránh đường cho tiểu thư qua. Nếu muốn đi qua thì một là phải đối cho được, nếu không nàng phải cúi đầu tạ lỗi với vô cương. Tạ lỗi à? Phải. Không ngờ công tử lại thay đổi nhanh như thế. Vậy mà tôi cứ tưởng công tử chỉ quen kết bạn văn chương. Nhưng khi bị sỉ nhục vì văn chương thì văn chương không cần thiết. Ê, làm cái gì mà sáp lại gần quá vậy? Phải sáp chứ. Đổi đi. Đổi. Được, nghe đây, nhờ công tử lặp lại câu vừa rồi. Gì? Ta lặp lại câu vừa rồi. Ừ. Lặp sở gì? Công tử là công tử lì, gặp gái hay ghi là lì công tử. Đôi. Con dê là con dê chúa, động đực hay múa là chúa con dê. Hả? Ừ, hay quá Điển ơi. Công tử đã dự ý chưa? Thôi tránh đường. Tiểu thơ, là nam nhi nói sao thì phải giữ lời, tránh mau. Tiểu thơ. Vô cương ơi. Dạ con đây. Vô học mau. Dạ con sẽ dân lời. Sao tim này con lẻ loi, bướm kia giờ đang ở phương trời nào, để lòng qua hoang sâu đau. Thân em nào thua kém ai sắc tài, mà sao tơ tình chưa cớ xe. Em để ý thì em thấy rõ ràng, trên cành cây trước nhà ta có ai mỗi hôm hay leo ngon trộm qua tường vào đây. Không rõ mặt mũi ra sao, nhưng mà em đoán chắc rằng không phải người có tính hiền lương mà là thằng trộm đạo bất lương. Em mau báo ngay cho cha ta hay để đối có cùng kẻ gian. Tiểu thơ an tâm, ông đang bao dây quyết bắt cho được kẻ kia. Ông sai em ra bảo tiểu thơ cứ giả vờ chẳng biết chẳng hay, cho kẻ gian nó cứ ung dung ẩn thân trên cành cao, ta âm thầm mang gậy và dao. Tiểu thơ biết không, dây chặt gốc cây rồi nó mới đành chịu trói mà thôi. Nói xuống mày, nói xuống, anh nói rồi, nói rồi, bạn ơi, đây, bạn ơi.
thoát được rồi tiểu thư ơi. Kẻ nào đang rình rập trên cây, mau trèo xuống. Trèo xuống mau, xuống mày, xuống. Nè nè nè, nếu mà còn lì lợm mãi trên cây á, ta sẽ cho ném đá lên. Lúc đó dở đầu đừng có trách à. Ném đá lên. Đừng 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 ném đá, để từ từ tôi leo xuống. Xuống mày. Xuống lẹ ấy. Trói lại. Tôi đâu phải là kẻ gian, tại sao lại trói tôi? Không phải là kẻ gian à. Vì cớ làm sao leo tuốt lên cây rồi nghiêng ngó ngó. Suốt mấy ngày qua thầy nói cho ra mi dừng tài giống gì. Bởi vì tôi thân thế nho sinh, lòng yêu văn mến sách, nên mới dừng chân ghé chốn kinh môn, nhưng còn chưa dám vào. Thêm một nỗi không tiền dính tôi. Nè, đừng có đặt điều nói dối. Tôi dám đâu gạt lường nhà quan. Ê, ngươi bảo ngươi là nho sinh à? Dạ, chỉ vì gặp lúc khó nghèo không tiền xin vào trường, nên mới leo lên cây để ngó trộm những lúc quan bản bình dân. Chứ thật lòng này cũng cố giữ chữ sạch trong, không để thói bất lương làm ô danh quân tử. Quân tử? Quân tử gì cái hạng nhà ngươi? Quân tử cùng quân tử cố. Điều đó cũng là lẽ thường tình, vì cũng có lúc Khổng Minh túng Khổng Minh cầm. Hay quá. Tiểu thơ bảo hay cái gì? Cái tiểu thơ khen tôi hay đó hả? Không, tôi khen câu đối của ông kia thật là hay. Cha nghe không cha? Quân tử cùng quân tử cố, được đối lại là Khổng Minh túng Khổng Minh cầm. Mà những chữ cùng, chữ cố, chữ túng, chữ cầm đều cùng một nghĩa trong chữ Nôm lẫn chữ Hán đó chứ. Hay, hay lắm. Câu trên thì ở trong Luận Ngữ, còn câu dưới thì lấy trong tích Khổng Minh thời Tam Quốc. Tài, tài hết. Tài cái gì đâu mà tài. Thưa thầy, đó chỉ là câu trả lời du dơ của gã học trò không cửa không nhà. Tài cán gì đâu mà thầy với tiểu thơ phải bận tâm. Xin thầy cho phép con sẽ lôi cổ hắn ra khỏi cửa liền. Và gặp kẻ túng cùng sao công tử nỡ đành đuổi xua. Bởi vì nơi đây không phải là nơi chứa ăn mày. Khôn hồn thì đi ngay bằng nên ná để chuốc lấy đơn đào. Quá, ta chưa cho phép thì không ai được lên tiếng xua đuổi, nghe chưa? Thưa thầy, vì uy danh của trường, xin thầy chớ nhận phường lang thang. Thưa thầy, thầy phải đuổi nó, phải đuổi cho bằng được nó ra khỏi trường, đừng để nhục lắm, đuổi đi. Thưa cha, nếu thật sự đây là một nho sinh đang hoạn nạn thì ta nên giúp đỡ. Được rồi. Thưa thầy, ngươi tên gì? Dạ, tôi tên gọi Nguyễn Quỳnh. Nguyễn Quỳnh? Dạ. Nếu như ngươi là người có chí ham văn chương kinh sử mà gặp lúc khó khăn thì ta sẽ ra tay thâu nhận vào trường, lo cho ăn học, để cho nhà ngươi thỏa mộng danh đề bản hộ. Dạ, nếu được như vậy thì kẻ này xin dập đầu tạ ơn quan bản. Nhưng với một điều kiện, là nhà ngươi phải giải cho được câu đối của ta. Nè, đối được á thì ta thâu nhận, còn bằng không được thì ta đánh đòn và phải bước ra khỏi cổng, cấm léo hánh lại đây. Dạ, nếu ngài có lòng thương, kẻ này cũng xin cố gắng. Hay lắm. Vậy hãy nghe cho rõ đây nha. Thằng quỷ ôm cây đấu, đứng cửa khôi nguyên. Chà, câu đối thật là rắc rối. Chữ quỷ chấp với chữ đấu thành chữ khôi, thật là một cách chơi chữ rất khó. Phải là người có sức học rộng và nhanh trí mới đối được. Không biết người ấy có đối được hay không. Cầu cho... Tiểu thơ, tiểu thơ. Gì đó em? Sao tiểu thơ có vẻ hồi hộp dữ vậy? Đâu có. Ta đang nghĩ câu đáp lại mà. Nào, đối lại đi, được không? Dạ được. Vậy thì đối của câu:
thằng quỷ ôm cái đấu đứng cửa Khôi Nguyên là gì? Dạ là con mọc giữa cái bàn dòm nhà bản nhãn. À, hay quá, thật là tài. Chữ mộc chấp với chữ bàn lại là chữ bản, cả hai câu đối như vừa hợp cả ý lẫn danh. Hay quá. Quả ngươi có trí thông minh hơn người, ta rất sung sướng mà thâu nhận. Tạ ơn quan bản. Thưa thầy. Nè, từ bây giờ hãy gọi ta bằng thầy. Dạ, môn sinh xin ra mắt thầy. Được lắm. Vô Cương con. Dạ. Con hãy đưa Nguyễn Quỳnh về tư phòng của các môn sinh. Dạ. Nhớ sắp xếp cho ở cho chu đáo nha. Dạ thưa thầy. Chỗ đó không có còn cái chỗ nào trống cả. Còn ngoài hè không à. Nhưng người phải sắp xếp cho ở tươm tất cho Nguyễn Quỳnh. Thưa thầy con. Nếu không xong thì ta sẽ phạt. Dạ. Xin vâng. Đi theo ta. Lê lên. Dạ con xin chào thầy. Xin chào tiểu thơ. Đừng bẫy mặt nha mày. Bẫy mặt nha. Thị điểm con. Dạ. Con thấy thế nào? Dạ, con thấy cha làm như vậy rất tốt. Và người ấy rất xứng đáng làm học trò của cha. Nhưng ta biết nó leo lên cây mỗi ngày không phải là để xem ta dạy học đâu. Vậy chứ người ấy muốn gì? Nó chỉ muốn nhìn trộm con thôi. Nhìn trộm con? Cha, cha chỉ trêu con đó thôi. Chứ con có gì đâu mà người ta phải nhìn trộm. Con à, cha đã hai thứ tóc trên đầu nên cha biết thế nào là ánh mắt của kẻ si tình chứ. Cha, cha kỳ quá à. Thôi con nói chuyện với cha nữa đâu. Coi kìa thi điểm. Từ từ đã thi điểm con. Thủy điểm con. Tiểu thơ ơi. Tiểu thơ. Tiểu thơ á ưa. Đoàn tiểu thơ. Ai gọi đó? Ta đây. À, Lì công tử. Ê, nè, 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 nè. Dạ quên, dạ Lý công tử. Ăn nói cẩn ngôn với công tử nghe chưa? Nơi đây là trường học, chúng ta là những con người có học. Mày không ăn nói tao vậy à? Nàng không ăn nói tao vậy à? Dạ, dạ công tử đi đâu vậy? À, thôi tôi biết rồi, lại trốn học nữa phải không? Không phải đâu, không có trốn học đâu. À, hoàng ơi, ta thừa lúc tất cả mọi người đang ôm luyện văn chương, ta lẻn tới nơi đây để giải quyết một chuyện nợ nần. Nợ nần? Ở đây người mang nợ mà công tử đến tìm đòi lại. Công tử à, họ mượn gì? Tiền bạc hay là thứ chi? Họ mượn con tim chứ chẳng phải bạc tiền. Con tim? Người đó chính là tiểu thơ Đoàn Thị Điềm. Nè nè, tiểu thơ tôi mượn hồi nào cái con tim của Lì công tử chứ hả? Dạ quên, dạ Lý công tử. Từ khi bước chân vào nhà quan bán, ta đã trao cả con tim để bây giờ lòng mãi da bằng. Nghĩa là từ dạo đó công tử đã... À hoàng ơi, kể từ độ đó tâm sự của ta muốn nói lên đây những câu chân. Ủa mày gì kỳ vậy? Tự nhiên cái chuyện của người ta có hỏi à? Lãng không? Chuyện của ta làm sao cho ngươi biết được? Đi chỗ khác, ta không thể thổ lộ với ngươi, ta chỉ thổ lộ với tiểu thơ thôi. Tiểu thơ đâu? Tôi đây. Công tử có chuyện gì cần nói? Tiểu thơ, tôi... À, chắc công tử lại mới sáng tác một bài thơ nào nữa chứ gì? Không phải đâu, bữa nay không có thơ đâu. Bữa nay tôi muốn
Muốn gì? Thôi Quang, Quang. Gì? Nói nghe. Rảnh không? Không. Rảnh đi, rảnh kiếm chỗ nào vui vui đi chơi chút xíu đi, để lớn người ta nói chuyện. Vậy hả? À. Được rồi, tôi đi. Nhưng mà nên nhớ, nếu lần này công tử còn dở thói sổ sàng với tiểu thơ thì đừng có trách sao tôi mít lại cho quan tôi biết à nghe. Không có đâu, trời ơi, cứ yên tâm đi. Sổ sàng gì nổi nữa, mi không thấy ta đang run rẩy hay sao? Công tử muốn nói gì nói nhanh lên đi, chứ tôi còn phải lo nhiều việc khác, không thể rảnh rang như công tử. Tiểu thơ, tiểu thơ ơi, có khi nào tiểu thơ thấy băn khoăn khi trời sẽ lạnh, dõi mắt nhìn ra khung cửa mà cảm thương cho một cánh chim. Đang lạc loài giá lạnh trong sương, cứ bay hoài bay mãi mà không có chỗ đậu. Vì bởi từ lâu cửa nhà ai đóng lại chối từ. Công tử à, công tử đến đây chắc không phải để kể cho tôi nghe câu chuyện một loài chim lẻ bạn kêu sầu. Muốn gì xin cứ nói đừng kể lễ vu vơ. Ôi lẽ nào tiểu thơ mắt lấp tay ngơ trước một chân tình. Tôi không thể nào câm nín nên phải đành thô lỗ. Nếu nàng thuận ứng thì mai xính lệ giao tình. Không, tôi không thể buộc lòng mình. Trong dòng duyên nở với một người không mến không yêu. Nhưng tiểu thơ tôi đã lỡ ôm ấp trong tim hình bóng của tiểu thơ, và đêm đêm vẫn mơ thấy cùng ai dìu nhau vào lối mộng. Tôi biết mình vô tài bạc số nên nhiều lúc muốn quên đi, nhưng sao tất cả vẫn miên man khao khát chuyện duyên tình. Xin tiểu thơ nghe tôi chúc cạn lòng mình. Từ khi bước chân vào cửa phòng sân trình, tôi biết mình sẽ khổ gì. Một công tử hào hoa như Lý Vô Cương, có ngờ đâu lại dùng chân phiêu lạc. Bởi bước rèm thưa trong một giây sáu đồng, đã lọt vào mắt ta một nhan sắc thiên kiều. Công tử à, có xá gì một đó hoa dại làng quê mà công tử phải ốm tương tư như vậy? Tôi nghe nói tiếng tâm của Lý Vô Cương á đã làm cho biết bao cô gái ngẩn ngơ mơ ước kia mà. Nhưng tiểu thơ đối với tình yêu thì Lý Vô Cương không thể nương theo nắng sớm mưa chiều. Tôi chỉ yêu tiểu thơ và mơ ước cùng nàng diều nhau trong tiếng pháo vui tưng bừng hôn lễ. Ngựa xe lộng lẫy đón đưa ta về lối mơ.
đã bao nhiêu ngày mong chờ ai đáp câu ân tình cho lòng say khúc ca hòa mình. Nếu tiểu thơ không chế tôi là phương tục tử thì ngày mai qua cưới ngập sân trường. Thôi xin người đừng mong mơ, xin đừng gieo tóc tơ, khi hai tấm lòng không chung hướng đi thì cần kề nhau chi. Vậy là tiểu thơ đã quyết lòng cự tuyệt thì thôi kể từ đây tôi mang mối hận lòng. Xin đừng hờn đừng trách, tôi cứ như công tử không thể yêu khi lòng chưa dương dấn tình yêu. Những khối tình si đã mang quá nặng, giờ dở dang rồi tôi đành phải quyên sinh. Tôi không còn thiết sống nữa, tôi sẽ hủy mạng mình. Kìa công tử, tôi sẽ cắt cổ tôi. Đừng công tử, nếu tiểu thơ không muốn tôi chết thì sao? Tiểu thơ sao? Yêu tôi đi. Trời đất ơi, yêu đi. Không được. Sao không được? Yêu mà có gì không được? Nếu không được tôi chết. Đừng công tử, tôi phải chết. Chết đi. Tiểu thơ, người ta đã muốn chết rồi, tiểu thơ có cản vô ích đâu. Tiểu thơ, người nói gì? Tôi nói công tử đã quyết định cắt cổ thì ai mà cản nổi. Nhưng mà muốn cắt cổ cho ngọt ha, để tôi cho mượn con dao khác á. Con dao đó lục quá, cắt cổ lâu lắm, để tôi lấy dao khác. Nè, không có giỡn mặt nghe chưa. Đi chỗ khác chơi, không được xen vào chuyện của ta. Tôi không có xen vào chuyện của công tử đâu. Công tử muốn làm gì công tử làm đi. Vậy ngươi đứng nói làm gì? Tôi chờ tới phiên tôi. Nói vậy ngươi cũng... Đừng có nói bậy. Tôi được tiểu thơ mời đến đàng hoàng, chứ không phải tự nhiên không mời mà đến đâu. Vậy là ta đã hiểu rồi. Công tử hiểu gì? Một người thì xua đuổi, còn một kẻ thì được mời. Phải mà, vì người ta tài cao học rộng, kinh sử uyên thâm, chứ nào phải như ta chỉ là một hạng thất phu. Đức bạc tài hèn nên đành riêng mang, mang một khối tình si, nhìn người lạnh lùng ra đi. Ta cứ ngỡ giường xứng kia từ lâu đóng cửa then cài, lòng nữ nhi như mặt hồ phẳng lặng, chưa dương dân ân tình, ai ngờ đã có bướm vào ra. Tôi với tiểu thơ chỉ quy mừng nhau, vì tài trao đổi thời gian kết bạn chưa nghi ngờ. Thì trao thơ trước rồi trao tình sau. Nếu chúng tôi ước mơ duyên nợ thì cũng là chuyện thường tình mà thôi. Vì trong văn chương thánh nhân có dạy gái sắc trai tài mới xứng lứa đôi. Gái sắc trai tài. Được, để rồi xem các ngươi có được nên lứa đôi hay không chưa biết nha. Còn ngươi, ngươi đừng ý mình học hơn người, được thầy cứ mà kiêu ngạo. Tôi nào dám thế. Các người hãy ráng mà giữ câu đôi lứa. Đôi lứa ha. Tiểu thơ, sao tiểu thơ lại bày ra chuyện nợ duyên cho anh ta đùng đùng nổi giận vậy? Vì tôi muốn từ nay gã sẽ không đeo đuổi tôi nữa. Nhưng mà rủi gã đồn đãi mà mọi người đều tin thì không có tiện. Huynh sợ à? À không, tôi chỉ e bất tiện cho tiểu thơ. Tôi không ngại gì cả, tôi chỉ sợ họ đồn đãi tôi với hạng thất phu, chứ đồn tôi với Nguyễn Huynh thì lại là hân hạnh. Tiểu thơ đừng nói vậy. Nguyễn Huynh ơi, nếu người ta bảo Nguyễn Huynh muốn kết tóc xe tờ với họ Đoàn thì có gì phải đắn đo, lẽ trong đời Nguyễn Huynh chưa một lần ao ước được gia duyên với
thưa tiểu thơ. Nhưng tôi chỉ là một kẻ lang thang, không mẹ cha, không cửa nhà vinh sang, thì dám đâu mang trong tim ước mơ xa xôi vắng. Tiểu thơ tài sắc vẹn toàn thì biết bao nhiêu người xứng đáng hơn, nhưng nguyện quên Đoàn tiểu thơ, trong lúc này chúng ta là đôi bạn văn chương, thì hãy đem văn chương ra trao đổi học hỏi, đừng để những gì khác chen vào. Dân, hôm nay nhân trời đẹp, hoa trong vườn cũng vừa nở, chúng ta cùng làm thơ tả cảnh như Nguyễn Huynh. Hay lắm, mời tiểu thơ đi trước, Quỳnh tôi sẽ tiếp bước theo sau. Kìa, Nguyễn Huynh, Nguyễn Huynh có thấy gì không? Mây trời trong xanh, sắc hoa tươi hồng. Kìa đôi chim nhàn đang duyên nồng thắm trao, từng cánh bướm vui ngân nở trong bàn. Tiểu thơ, xin đừng buông lời vẩn vơ. Lẽ đâu cứ mơ âm thầm, ngày sau cơ trời sẽ dần định phân. Chẳng có hôm nay lấy chi mai hậu, không cầu bắt vậy không Nguyễn Huynh? Dạ, tiểu thơ làm thơ hay quá, ứng đối thật tài tình. Thôi, nắng chiều sắp tắt, tôi xin phép lui về chào tiểu thơ. Khoan đã, Nguyễn Huynh, Nguyễn Huynh, tại sao người nở hững hờ khi ta đã mở cầu ô thứ? Tiểu thơ đừng buồn nữa. Em nghĩ Quỳnh công tử cũng không đến nỗi vô tâm đâu, nhưng tính của người rất yêu chuộng văn chương. Tiểu thơ, nếu tiểu thơ dở hết tài ra cho người thêm nể trọng, thì chắc nhịp cầu duyên chẳng mấy chốc nối xong. Lời em nói rất hợp ý ta. Được rồi, Đoàn thị điểm sẽ ra sức thử tài cùng quân tử. Vô Cương đó à? Dạ Cương đây. Tại sao tối rồi mà không về tư phòng an nghỉ, mà lại đến đây để làm gì? Thưa thầy, con đến đây là để báo cho thầy hay một tin vô cùng quan trọng. Thầy không biết gì hết trơn á trời. Một câu chuyện thôi, này là quá được. Dạ. Từ từ mà nói. Dạ thầy con nóng Vô quá. Cương, có quan trọng lắm không? Dạ thưa thầy, có liên quan đến uy danh của thầy. Sao? Liên quan đến uy danh của ta? Dạ phải. Vì vậy cho nên con không thể chờ đợi tới sáng mai, mà con phải dội vàng báo lại cho thầy hai để thầy liệu định. Có
có kẻ nào đã che mặt dấu tên. Nó phao du rằng thầy đã lợi dụng thanh danh để dơ vét bạc vàng của đám nho sinh. Trong những lần triều đình mở hội khoa thi, kẻ nào dám đặt điều vu cáo, bao năm rồi ta dẹn giữ thanh cao, chỉ đem chữ thanh hiền trao lại cho hậu sinh, chớ có mang gì phú quý vinh hoa. Thưa thầy, của nào dám sai hoa. Nhưng làm sao nhà ngươi biết được? Một tình cờ phát giác được bài thơ mang lời lẽ rất sâu cay, nó vừa được gian trước kinh môn. Dạ thưa thầy, con liền gỡ xuống đem vào đây trình thầy rõ. Đã có ai hay việc này chưa? Dạ thưa thầy, làm sao hay được, con khôn lắm mà, con đâu có dám làm sao trộn tâm trí của sĩ tử đang lưu học đâu. Thưa thầy, con gỡ xuống, con len lén có một mình con gỡ xuống mà, con đem lại con trình thầy nè. Thưa thầy, đây bài thơ, thầy đọc đi thầy. Nhà cũng rộng, cửa cũng cao. Ý nó nói nhà quan đó. Cũng chức phận, cũng xinh sang mũ mạo. Câu này thấm à. Cớ sao chú còn muốn bòn, muốn rút? Tội thân nho sinh thêm ốm, thêm gầy. Nó nói thầy ăn của hối. Mỗi một năm có mấy mùa thi, là chú bản lại càng lên ký. Ăn nhiều quá mập. Thầy nhắn chú đôi lời, xin chú nhớ. Thầy bình tĩnh thầy. Chém ho thầy. Tôi tham đựng lắm, lũng có ngài. Nó rủa thầy, nó nói thầy ăn nhiều quá thì lũng bao tử. Đồ mất dạy gì đâu. Thầy, thưa thầy, cái bài thơ này con suy nghĩ nó thấm lắm. Thầy đọc nữa đi. Đọc chừng dài chục lần, càng đọc càng thấm thầy. Cái quân gì mà mất dạy quá. Thưa thầy, theo như sự suy nghĩ của con là con nghĩ... Ngươi nghĩ gì? Dạ, con nghĩ kẻ làm bài thơ này không ai xa lạ, mà chắc hẳn nó có mặt tại đây. Sao? Hẳn có mặt tại đây à? Thưa thầy, dù bài thơ nó không có ký tên, nó làm bài thơ khó hiểu, nhưng với khẩu khí của bài thơ này thì theo thiện ý của con, nó chính là... Thôi, mọi sự hãy để cho ta liệu định. Dạ. Nhà ngươi hãy trở về phòng đi. Vâng, con xin vâng lời thầy. Thưa thầy, con về. Ráng đề phòng nghe thầy. Kẻ nào? Chẳng lẽ chẳng lẽ nó lại đền đáp ơn nghĩa của ta như thế này chăng? Không, không có lẽ. Nhưng với lối hành văn ta đã quen thuộc, chỉ có nó, phải, chỉ có nó mới tài hoa như thế, và cũng chỉ có nó mới có lời lẽ sâu cay như thế. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đoàn tiểu thơ ơi, Đoàn tiểu thơ. Chàng đã đến. Mà không, ta không nên để lộ sự vui mừng chàng sẽ coi thường. Đoàn tiểu thơ. Ai gọi đó? Dạ tôi. Nguyễn Huynh đó à? Có chuyện gì không Nguyễn Huynh? Tiểu thơ không hay gì sao? Hôm nay ngoài đình có hội, có diễn các tích trò hay lắm. Người ta ai ai cũng nô nức đi dự. Tôi đến rủ tiểu thơ cùng đi. Tiểu thơ có muốn đi không? Tôi cũng muốn đi lắm. Nhưng nếu tiểu thơ muốn thì tiểu thơ lập tức rời khỏi khung cửa sổ đó để mà xuống thềm đi chứ. Nhưng mà tôi thấy trong người hơi mệt nên... Nếu thế thì tiểu thơ càng nên đi để rũ bỏ sự mệt mỏi đó. Thứ thật với Nguyễn Huynh, vì tâm trí còn bực bội về lời giải đáp một câu đối nên không muốn đi đâu cả. Vậy à? Nếu vậy thì để tôi giải đáp giúp cho nghe. Nếu Nguyễn Huynh giải đáp giùm được thì Điểm mới thư thả đi dự hội được. Được rồi, tiểu thơ cứ cho tôi biết câu đối đó ra sao mà tiểu thơ thấy khó vậy? Dạ, câu đối đó như vậy nè. Hai người ngồi bên hai cửa sổ song song. Hai người ngồi bên hai cửa sổ song song. Chà, câu đối thật khó làm sao. Mong Nguyễn Huynh đối giúp giùm. Câu đối thật là lắt léo. Song có nghĩa là hai, mà song cũng có nghĩa là cửa sổ. Nguyễn Huynh đã nghĩ ra chưa? Tôi biết rồi. Thế nào Nguyễn Huynh? Tôi biết là câu đối kia do nàng vừa nghĩ ra. Vì tôi và nàng đang đối diện song song, nàng thì bên trong cửa sổ, còn tôi chờ đợi trước hiên. Cảnh vật rất hợp với câu đối trên. Chắc nàng muốn thử xem trí mọn tôi có hơn nỗi nàng hay chăng. Xin Nguyễn Huynh đừng hờn đừng giận, với Nguyễn Huynh tôi đâu dám so tài trí. Chuyện đã hiển nhiên nàng chớ có giả vờ. Tôi đến đây với ý nghĩ rất chân thành, muốn mời bạn đồng hành. Sao tiểu thơ còn toan tính hơn thua? Nguyễn Huynh ơi, bởi lời lẽ vụng về đã làm Phật ý người. Thôi tôi không có thời giờ đôi co. Chào tiểu thơ. Nguyễn Huynh, Nguyễn Huynh, trời phải làm sao bây giờ? Nguyễn Huynh ơi, chờ em đi với. Thị Điểm con. Dạ thưa cha. Con hãy ở nhà, cha có việc cần nói với con. Dạ, chuyện chi vậy cha? Con hãy xem qua bài thơ này đã. Hả? Trời ơi, trời ơi, lại đến như thế này sao? Con đã xem rồi. Vậy con đoán xem trong trường này ai là người có thể họa nổi bài thơ đó? Thưa cha, con không biết. Con không biết cả. Hãy nói thật, con biết. Cha, cha ơi, trời nắng sao trước mắt con, bóng kéo về một đám mây đen. Làm u tối không mới xem qua bài thơ cái đọc, con đã nghĩ tới một người. Trời ơi sao cái nghiệp thế này, chẳng lẽ nào người lại dẫn tâm đem quan báo lấy ân. Lòng cha đang trăm mối tơ dò, muốn không tin những giả vẫn ngờ. Hay là tính người tính nghịch, chỉ đùa cợt mà thôi. Cha không tin đây chỉ là chuyện đùa cợt bình thường, hay là mục đích của nó đến đây nhằm để làm biếm nhục danh cha. Nhưng Nguyễn Huynh biếm nhục cha để làm gì? Biết đâu có kẻ nào đã từng mong cầu cảnh cha tiến dẫn bước công danh bị từ chối, cho nên nó ôm oán hận mà tìm cách trả thù
để con gặp người hỏi cho ra mọi lẽ. Thôi con à, lòng ta trong sáng thì có trời đất biết. Con không cần phải hỏi han làm gì cả. Cha chỉ muốn khuyên con rằng con hãy cố dò trong gạn đục. Nếu quả đã đối diện tục tử phàm phu thì luyến tiếc làm gì để cho nợ tình dương dấn. Cha, dân, con sẽ dân lời cha dạy. Thôi, cha về. Cha. Tiểu thơ, sao tiểu thơ lại khóc? Ta đâu ngờ duyên phận bể ngàn trái buộc ràng chưa trọn giấc mộng vàng đã khóc cảnh dở dang. Người khoác áo thư sinh chính là kẻ tiểu nhân cho thân phụ ô danh. Nhìn tiểu thơ đau khổ, em nát dạ tan lòng. Ôi thân phận má hồng chưa tròn mộng xuân xanh. Nếu lòng ai cài lược dắt niệm phấn tô son cho má đó môi hồng. Tiểu thư, vì ai mà giấc ngủ trên nguyên sao đồng chập chờn? Người có biết đâu sao lốt áo tiểu thơ sao những án văn chương là cả tình xuân giàu giang. Lắm khi tâm vượt qua rằng khuê cát, cùng ai đón gió trăng ngàn để tu lộ tình yêu. Nhưng vì tiên nữ nhi nên cao lòng chờ đợi, chỉ thầm trách người sao quá đổi vô tình. Tiểu thơ, vỡ mộng đầu đời ai không đau xót? Nhưng còn mai là lời kia chưa tỏ, chứ nếu tỏ rồi càng lắm nỗi xót đau. Em có biết không, vì người ta quá vô tâm nên đêm từng đêm ta trăng trở âm thầm. Gặp gỡ lần đầu cửa vườn xuân đã nhẹ nhàng hé mở, mong canh bướm giang hồ dừng bước bôn ba. Ta đâu màng phú quý vinh hoa, đâu câu nệ sang hèn, mà ta chỉ muốn kết bạn trăm năm với trang quân tử. Nhưng chưa trọn vui mừng tướng ngộ đã rơi rồi, dòng lệ chia ly. Tiểu thơ đừng buồn khổ làm gì, người ta đã không xứng đáng thì dạ. Kể từ nay khuê phòng ta chặt cửa, người có đến tìm em lựa lời mà bảo họ quay về. Dạ. Thank you.
lòng đã dặn lòng thôi đừng đến, mà bước chân thơ thẩn vẫn tìm sang. Làm thơ nữa. Mày đặt ra vẻ người sang trọng bước đi chậm chậm rồi. Nguyễn Huynh, ngươi đi đâu đó? Chào Cương Huynh. Có ta đây. Tôi đang dạo mát đó. Dạo mát à? Dạ. Đã nhiều lần ta thấy ngươi quanh quẩn ở tại hoa viên này, chắc ngươi định rình rập ai đây? Nói mau, ngươi mưu định việc gì? Xin Cương Huynh đừng tỏ lòng khinh thị, cho Quỳnh tôi là một kẻ vô nghị, được nương thân nơi cửa khống sân trình, tôi dám nào mưu sự bất minh. Ngươi đừng tưởng dễ dối thiên gạt địa, mà hầu qua mắt được Lý Vô Cương này. Hay là ngươi muốn hái mận bé đào, mới rình rập khê phòng của Đoàn thị điểm tiểu thơ? Tiểu thơ với tôi là đôi tâm giao tri kỷ, tôi lại có ơn sâu với phụ thân của nàng. Ơn kia chưa biết bao giờ mới trả xong, thì chuyện bướm mong đâu lẽ mơ màng. Ngươi là kẻ lang thang phiêu bạt, không mẹ không cha, không quyến thuộc họ hàng, đã quen sống nơi xóa chợ đầu đường, thì tiếng nghĩa tình chỉ là sương khói mỏng manh. Cương Huynh, nói Cương đây. Sao Cương Huynh buông lời quá nặng, dường như trong thâm tâm đang trào dâng căm hận. Tôi lỗi làm chi mà Cương Huynh trách móc? Ta muốn người hãy rời khỏi nơi đây. Tôi ở đây là do ý của thầy, và đây cũng không phải là nhà của Cương Huynh. Là một nam nhi mà ở cậy sống nhờ, chẳng lẽ ngươi không biết nhục hay sao? Được người thi ân giúp đỡ mà không dâng ân phụ nghĩa là đúng đạo nghĩa. Còn nhục chăng là kẻ có tiền có của, được mặc đẹp ăn no, được ung dung theo nghiệp sách đèn mà không lo trao chuốt lời hay lẽ phải, lại học đòi miệng lưỡi tiểu nhân vu oan giá quả cho người ngay. Thiếu nhân đức muốn đẩy kẻ khó vào khổ tận, như thế mới là điếm nhục gia phong nhơ danh quân tử. Thôi câm đi, ngươi còn dám già hàm đấu chọi với ta? Được, đừng trách ta nhé. Xem đây, các huynh ơi, các huynh ơi, lại đây nè các huynh ơi. Đây nè. Thì ra các huynh định lấy thịt đè người à? Câm đi, không nói nhiều được. Chuyện gì đó Cương Huynh? Chuyện gì vậy? Chuyện gì? Đây đây đây, các huynh hãy nhìn xem nha. Chính nó là thằng kiêu ngạo xem thường anh em ta. Nó đó. Đừng đừng đừng, các huynh đừng tin lời của Vô Cương. Không tin sao được. Mỹ nhớ rằng, vì kể từ ngày có Mỹ, chúng ta mới bị thầy luôn quở mắng người khắc khe đe nạt, rằng chúng ta văn chương tầm thường. Từ ngày tới đây tôi nhớ chưa bao giờ sinh sự, luôn gìn giữ câu tôn sư trọng đạo lý, nào các huynh đổi ra Phật lòng. Người chớ mong yên lành, huynh đánh tôi sao đành. Muốn tránh được quả vào thân thì phải thắng được ta. À, nhưng thắng chuyện gì? Tôi không có quen đánh lộn mà. Không cần đánh lộn mà. Trong lúc học thì nhà ngươi hơn bọn ta về tài ứng đối rồi. Không? Nè, ta nghe đồn ngươi văn chương giỏi lắm phải không? Bây giờ dở ra đi, dở nghề ra cho bọn ta coi thử coi, coi tài cán cỡ nào. Dạ, nếu huynh thích thì xin huynh thử giải đáp câu đố này nha. Đố hả? Dạ. Đố các bạn rồi đố tôi. Thì đố đi. Ta biết thì im, còn ta giải được á thì như xương nghe em. Dạ, xin huynh nghe kỹ nha. Làm chứng giùm tôi cho các bạn. Được, được rồi. Da em trong trắng như ngà, vì chàng quân tử càng ngày càng thâm. Khi dơ chàng đánh chàng đấm, đến khi sạch sẽ chàng nằm lên trên. Mày học trò mày nói bậy cái mày. Nó bậy gì đâu, tôi đố huynh mà. Chứ tại sao cái gì mà khi dơ là chàng nằm bị giống rồi chàng nằm lên trên nữa? À, tôi đố huynh đó, huynh giải đáp đi. Ta chắc bí rồi hả huynh? Chắc bí rồi, giải đi. Không phải mình bí, nhưng mà thử nó coi nó trả lời được không. Mày trả lời tao coi coi. Sao không được? Tôi đố huynh mà sao tôi trả lời không được? Nè, trả lời bậy bạ là chết nha em. Không có bậy bạ đâu. Trò phải đàng hoàng nha. Huynh giờ bà Cương thua rồi phải không? Không, chưa, trả lời nghe tôi nè. Đó là chiếc chiếu. Tại sao chiếc chiếu? Bây giờ huynh nghe tôi nói nha. Thân em trong trắng như ngà, là chiếc chiếu mới mua về nè phải không? Vì chàng quân tử nên càng ngày càng thanh,
thì nằm ở trên đó mồ hôi ra riết nó dơ cái nó thầm phải không? À, khi dơ chàng đánh chàng đâm là đem ra giặt nhà sạch sẽ phải không? Đến khi sạch sẽ chàng nằm lên trên, chứ không lẽ quan huynh nằm dưới cái chiếc chiếu sao? Thua rồi. Nghe nằm trên nó thương bậy bạ, thua à? Được rồi, thua. Câu đố này ta thua. Nhưng mà bây giờ tới cái chuyện khác. Văn chương ta chẳng bằng ngươi không? Vậy thì bây giờ ta buộc ngươi phải nói láo. Hả? Phải thắng ta nói láo mới được. Nói láo? Đúng. Ngày nào ta cũng nghe thầy ngợi khen ngươi hết. Có tài ứng thông minh lắm không? Vậy thì hôm nay nói đi. Hôm nay ta muốn thử coi cái thông minh của ngươi cỡ nào. Phải nói láo thắng được ta. Thấy không? Thì yên chuyện, còn bằng không thì đừng trách tại sao thất thân tơi tả nghe. Nhưng mà tôi đâu có biết nói láo đâu huynh. Im! Hãy nghe rõ đây. Bây giờ ngươi phải nói láo làm sao cho ta cởi hết quần áo ra thì ngươi mới tài giỏi. Còn nói mà ta không cởi bỏ thì... À, có nghĩa là tôi phải nói cách nào đó cho cương huynh trụi lũi à? Đúng vậy. À, sao? Có làm được không? Chà, khó quá. Khó thì đầm xuống. Anh em, huynh á! Khoan. Hay là bây giờ cương huynh đổi lại cách khác rồi tôi mới làm được. Cách gì? Nghĩa là cương huynh hãy cởi hết áo quần ra, rồi tôi sẽ bắt mặt vô. Chỉ cần một câu nói thôi. Chỉ cần một câu nói mà ngươi tin rằng được. Dạ, tôi chắc chắn rồi. Nếu vậy ta cởi liền. Nè, ngươi phải nhớ, nếu không xong thì chớ có gian xin. Bọn ta sẽ rất nặng tay. Cương huynh vĩnh dạ tôi thề không bỏ chạy. Nếu rồi không thành tôi cam lòng ăn đòn. Nhớ nghe, các huynh làm chứng giùm tôi nhé. Được rồi, để ta cởi ra xem mi có bắt ta mặc vào được không. Tôi chắc chắn là được. Hay, đây ta cởi đây. Cởi rồi đó. Áo lót. Ủa, áo này luôn hả? Cởi luôn. Trời, cái thân ta mà cởi áo này ra kỳ lắm à. Cởi đi. Cởi luôn. Rồi đó. Khúc dưới nữa. Ê! Phải cởi hết chứ. Cởi khúc dưới nữa hả? Chứ sao? Cởi đi. Lỡ rồi. Làm luôn. Xong. Còn nữa. Còn gì nữa? Đó. Mày ơi. Tao cởi cái này đâu được mày. Phải cởi hết không chứ. Được. Không thể cởi này được. Không trò, không thể cởi chỗ này được. Vậy là huynh chấp nhận phải không? Chấp nhận giữ lại cái này phải không? Đấy. Được rồi. Vậy thì huynh thua rồi. Ấy da. Cái gì thua? Thua rồi. Cái ta chưa có mặc vô mà thua gì? Cương huynh không nhớ sao? Hồi nãy cương huynh biểu tôi làm cách nào để cương huynh cởi hết ra. Thì bây giờ tôi làm cho cương huynh cởi hết rồi đó. Còn cái này là huynh chấp nhận giữ lại chứ bộ à. Mày phải không các huynh? Phải không? Các huynh. Các huynh ơi, các huynh chưa thua mà. Tôi thôi thua rồi thì phải biết giữ lời hứa chứ cương huynh. Mặc quần áo vô lẹ đi kẻo cảm lạnh đó. Thôi mặc trước nha. Mấy huynh. Dạ cảm ơn các huynh. Còn tôi cũng mong cương huynh từ nay đừng gieo hiềm khích vì chúng ta là bạn đồng môn. Ta không đồng môn với hạng người như ngươi. Thắng được ta là ngươi thoát cái đớn đau của thể xác. Nhưng ngươi nên nhớ rằng về con tim thì ngươi không tránh được nỗi ê chề đâu nhé. Cho ngươi hay, hạng khố rách áo ôm như ngươi thì không kéo dài được mơ mộng đâu. Cương huynh nói thế nghĩa là gì? Nghĩa là gì? Muốn hiểu thì đến gặp tiểu thơ Đoàn Thị Điểm. Ta về. Thằng nào giấu quần ra rồi? Ta còn quần sao? Ta trả quần đi mấy huynh ơi. Mấy huynh trả quần em. Mấy huynh ơi. Đến gặp tiểu thơ Đoàn Thị Điểm. Gái nói thế có ý nghĩa gì? Ta phải đến gặp nàng cho ra mọi lẽ. Đoàn tiểu thơ ơi. Chàng lại đến. Không, ta không muốn gặp chàng. Em hãy báo với chàng là ta đi vắng nha. Dạ. Đoàn tiểu thơ. Quỳnh công tử. Kìa áo hoàng, Đoàn tiểu thơ đâu? Hãy nói với người là ta cần gặp. Dạ Đoàn tiểu thơ đi vắng rồi. Đi vắng à? Dạ. Ta không tin.
ta mới thấy bóng nàng thấp thoáng sau rèm kia mà. Ờ, dạ công tử nhìn lầm rồi. Nhìn lầm? Dạ. Để ta vào xem lại. À kìa công tử, tôi đã nói tiểu thơ đi vắng thì sao người còn muốn bước vô? Đã từ lâu quan bạn khuyên rằng không được mở cửa tiếp nam nhân, vậy người mau mau rời khỏi nơi đây. Ta tin chắc rằng nàng muốn tránh mặt ta, ngươi hãy bảo nàng ra đây lập tức, nếu không thì ta sẽ xông vô. Ta muốn biết do nguyên cớ gì mà thị điển không muốn gặp mặt ta. Chỗ ở của nữ nhi không thể tùy, tôi gian xin người. A à, Quan. Dạ. Nàng hãy mau tránh ra. Công tử. Tránh ra. Đừng công tử ơi. Tiểu thơ, tiểu thơ, hãy ra đây cho Quỳnh tôi hỏi chuyện. Tiểu thơ. Đó, tôi đã nói là không có mà. Đừng giấu ta, ta sẽ lục tung cả nơi này để xem nàng có trốn được hay không. Tiểu thơ đâu, tiểu thơ, tiểu thơ đâu? À, hay là nàng lánh mặt trong này. Ê, công tử ơi, đó là là buồng tắm của tiểu thơ đó. Then cửa khóa chặt bên trong, chắc là nàng đang có mặt trong buồng này. Tiểu thơ hãy mở cửa ra. Công tử. Nếu nàng lặng im, ta sẽ phá cửa. Đừng, đừng công tử ơi. Tôi đang tắm, không thể tiếp Nguyễn Huynh được đâu. Tiểu thơ, hãy mở cửa ra, tôi muốn gặp nàng. Trời ơi, đang tắm mà gặp cái gì được. Tiểu thơ, nàng có nghe tôi nói không hả? Người quân tử không xử sự hồ đồ. Nguyễn Huynh tự cho mình là lịch lãm văn chương, sao lại xử sự như vậy? Ta không còn thiết gì đến văn chương nữa. Ta chỉ muốn gặp nàng để biết tại sao nàng lại bỗng dưng có thái độ lạnh lùng xa cách. Văn chương là nhịp cầu nối kết chúng ta, thì giờ đây cũng chỉ có văn chương mới buộc được tôi mở cửa. Ta sẽ phá cửa. Hả? Nguyễn Huynh không nghe được tiếng nước rơi từ mái tóc tôi xuống đất à? Nếu Nguyễn Huynh muốn tôi mở cửa, tôi sẽ mở liền ngay lập tức. Nhưng Nguyễn Huynh phải đáp lại bằng được câu đối của tôi. Giờ phút này mà nàng còn muốn thử tài ta nữa sao? Nguyễn Huynh ơi, văn chương giúp cho người ta vui sống, và cũng chính văn chương đã giết chết người ta. Nàng nói thế nghĩa là gì? Nguyễn Huynh không hiểu hay không muốn hiểu? Nguyễn Huynh ơi, đời một người con gái khi bước vào thời mơ, thì trong dạ bao giờ cũng vẫn gắm phải gánh chịu bé bàng, ai gây phong ba cho quá tàn tàn, mà nghe giọng nàng cay đắng xót xa. Để giờ
thôi. Nếu Nguyễn Huynh còn muốn gặp Đoàn Thị Điểm thì phải nhận lời đối đáp. Được rồi, nếu thế thì ta nhận lời. Và ta cũng nguyện rằng lần này nếu không đối được thì ta sẽ cách xa nơi này vĩnh viễn. Nguyễn Huynh, bắt đầu đi. Xin Nguyễn Huynh lắng nghe cho rõ. Da trắng dỗ bì bạch. Tôi xin nhắc lại, da trắng dỗ bì bạch. Nguyễn Huynh, Nguyễn Huynh đã nghe rõ chưa? Rồi. Mời Nguyễn Huynh giải đáp. Nguyễn Huynh, Nguyễn Huynh giải đáp đi. Nguyễn Huynh. Tiểu thư, tiểu thư ơi, Nguyễn công tử đã đi rồi. Tiểu thư hãy mở cửa ra đi. Hả? Đã đi rồi? Dạ. Tiểu thư, sao tiểu thư lại ra câu đối vô cùng khó để Nguyễn công tử phải vướng lời nguyền? Chắc là tiểu thư muốn... Phải. Tha tình sâu riêng mang, tim nát bởi câu lìa tan, quay gót xô xa khỏi lòng. Phận làm con dám đâu xem tình hơn hiếu sao? Tình thắm vừa trao, sao nỡ vội xa cách rồi, xuân chưa tròn đông đã về. Tiểu thư, hãy nén đi đưa xuân còn dài, thời gian sẽ xóa tan đi bao niềm thương nhớ. Mắt xanh đậm lệ nhìn trời xa, nợ tình đâu dễ vui mà. Tiểu thư, tiểu thư, người ta đã đi rồi, tiểu thư đừng khóc nữa. Lòng đã thề sẽ có lúc quay về, trả nợ tình cho thỏa lòng đau. Bàn dân thiên hạ lắng nghe cho rõ. Quan quyện di hành tất cả mau tránh đường. Tránh đường. Nè 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 nè, bộ tay trâu sao mà trơ trơ ra vậy? Coi cái gì? Quan biện cho bộ cái con gì sao mà coi? Bộ lạ lắm hả? Tránh mau. Lệ tốt. Dạ. Sao giọng đi chậm quá vậy? Nhanh lên nữa coi. Dạ. Nè mấy thằng danh giọng, nhanh nhanh lên. Dạ thưa ông, tụi con mệt quá rồi, gánh từ sáng đến giờ chân ai cũng mỏi hết á, mà trời lại nắng chang. Xin ông cho tụi con nghỉ mệt chút xíu rồi gánh tiếp. Không có nghỉ gì hết mày. Mới gánh có chút xíu mà đã than mệt rồi à? Dạ tụi con đâu có dám than, nhưng mà hiện giờ thì gân cốt đã rung, mà đường vẫn còn xa. Tội nghiệp chúng con từ sáng tới giờ phải cong lưng gò vai gánh vác, mồ hôi đầm đìa khắp cả chậu thần. Xin ông cho tụi con được uống nước nghỉ chân. Đừng có nhiều lời tạo thêm rác lỗ tai, bọn chúng mày toàn là lũ con trai. Gánh cao giọng thôi mà cứ thở than hoài, hổng lẽ là người mà lại yếu hơn trâu. Trời đất ơi chứ ông thử nghĩ coi, thân quyện quan to béo dường nào, mà thân con ôm nhom ôm nhách, dẫu là trâu bò cũng chịu hổng kham. Huống gì phải gánh giữa trời nắng chói chang. Lệ tảo đâu? Dạ. Lệnh của ta đã ban ra, cớ sao mày chưa chịu tuân theo? Bọn mu khiên vẫn cứ chậm như rùa, hay là chúng mày muốn giỡn mặt với quan? Dạ, dạ xin quan bớt giận. Nè, tụi bay có nghe chưa?
tụi bay để quan quở mắng tao thì chết cha tụi bay hết á. Nhưng mà việc kiên giỏng này đâu phải là việc của tụi tôi đâu. Đang cài ruộng tự nhiên đi ngang qua bắt người ta kiên giỏng à. Bây giờ ruộng thì một đằng, người thì một nẻo, rồi mệt cũng không cho nghỉ nữa, ép vừa vừa tôi chứ. Ê, cái thằng kia, mày lải nhải cái gì đó, nhanh chân lên. Thằng nào chậm chân thì đừng có trách cái hèo của tao à. Đi mau. Dạ mệt quá cỡ rồi. Chậm lại chút xíu đi anh em ơi. À cái thằng này mày dám cãi hả? Cãi nha. Trời ơi, tụi bay mau đỡ quan chỉ coi. Trời ơi, chết tôi rồi. Dạ, bẩm quan, tại thằng khiên giọng nó té nên nó mới làm quan té. Ôi, dập bằng ngồi ẻo xương sống rồi. Tụi bay muốn hại quan phải không? Lẽ đó. Dạ. Thì này tao phải cúp lương mày 3 tháng cho mày bỏ thói lơ là trách vụ. Trời, cúp lương 3 tháng thì vợ con của con đói rồi quan. Quan ơi, quan thương tình, quan... Thôi, dạ. Năn nỉ là tao cúp thêm đó. Dạ dạ, tôi không dám năn nỉ nữa. Tại cái thằng ngang bướng này mà tao khổ nè. Mày chết với tao, mày chết với tao, chết với tao. Trời ơi, đập thẳng tay vậy mà nó cũng không chịu rên nữa. Mày, mày, ủa sao kỳ vậy? Trời ơi, thằng này nó ly kỳ quá ha. Được, ly thì cho mày chết luôn. Chết luôn, cho mày chết luôn, cho mày chết luôn. Ông. Trời ơi, người ta xỉu rồi mà ông còn đập hoài với ông. Ê, mày là ai mà dám cản tao hả? Tôi chỉ là khách bộ hành. Thấy cảnh người bị đánh đập nên thương tình nói giúp vậy thôi. Thương tình hả? Thôi, mau tránh khỏi đây ngay. Kéo rước vào quả tay. Chuyện gai mắt trái tay, đâu ai nỡ quay lưng. Còn lưng cần đứng trước mặt tao thì đừng chắc sẽ gặp cảnh đớn đau. Lệ Trọt, dạ. Sao mày còn nhớ rớ vừa tiếp tục lên đường? Dạ bấm quan gì bởi đã rơi rụng một thằng, nên bây giờ chẳng đủ người khiêng. Vậy chứ còn mày, sao lại ở không? Mau ghé dây vào thai cho lẹ. Đừng chần chờ làm trễ việc cơ quan. Người ta nổi nóng mà phải quay chừng. Lệnh quan điện còn đâu dám từ nan. Trời ơi, làm sao mà khiêng cho nổi đây. Ui chết, nặng quá trời ơi. Rồi đó đến giờ quen ở không chứ có quen giác hay khiêng cái giống gì đâu. Ui trời ơi. Đó cho ông thấm thía tình đời. Đừng hoàng dây vô cổ người, kẻ có ngày rồi cổ mình cũng bị xiết. Mày dám cười ông hả? Trời ơi, cô xin lỗi quan tại cái thằng kia. Dạ xin lỗi quan, để con làm việc với nó một chút. Bây giờ mày phải khom đầu xuống mà khiêng cái giỏng thai cho tao. Ồ, tự nhiên là sao vô cớ bắt tôi khiêng giỏng hả? Hỏi thắc mắc luôn thôi mày, khiêng mau. Hầu hạ quan là bổn phận của bọn dân đen các ngươi mà. Khom lưng xuống, mau. Úi cha. Đừng đánh, để tôi khiêng. Khiêng mau mày. Từ đây nhớ nha con, không có nanh có nọc thì đừng có chọc kẻ có nọc có nanh nghe chưa. Lẹ tớt. Dạ. Lẹ lên. Dạ. Nào lên đường, đi mau lên. Nặng quá. Nhanh đỡ bay. Lẹ đọt. Dạ. Biểu tôi nó khiến cho nhẹ nhẹ nó. Giờ lật qua như vậy tao mệt. Khiến cho nhẹ nhàng nghe chưa. Trời ơi, đường ổ gà mà nhẹ sao được. Tao biểu nhẹ nhẹ. Trời ơi, tao nói nhẹ nhẹ. Dòng mặt qua bay ơi. Trời ơi trời. Đi trên bộ mà giống như đi ghe. Sao mà nó lắc quá vậy nè. Tại quan biểu đi lẹ chi. Trời ơi trời, trông mặt quá, trông mặt quá. Ơi, tao mệt quá rồi. Lẹ tọt. Dạ. Coi có quán xa nào gần đây không? Đưa tao tới đó tao nghỉ chân một chút. Dạ. Mấy thằng phu khiên giọng chú ý, rẽ vào cái quán bên đường cho quán nghỉ ngơi nghe chưa.
Rồi, ngừng giọng đi. Trời ơi, té nữa rồi. Trời ơi. Chết cho mong tôi rồi. Làm gì mà tụi bay dằn mạnh quá vậy? Dạ, mời quan xuống giọng vào, quan nghỉ ngơi. Để ta đội mão lại cho đàng hoàng cái đã. Dạ. Chủ quán đâu? Mau ra đón tiếp quan tri huyện. Còn mấy cái thằng phu kia ngồi yên một chỗ ở góc cột này, nghe chưa? Đứa nào rụt địch muốn trốn thì xác thân không toàn vẹn đó. Dạ, con xin kính thỉnh quan vào ạ. Đây là cái quán sao? Quán gì mà không có bảng hiệu? Bàn ghế thì cũ kỹ siêu dẹo vậy nè. Dạ, bẩm với quan, quán của con là quán cóc. Hả? Quán cóc? Dạ, quán cóc. Con chỉ buôn bán cho những người nghèo. Món ăn thức uống của con chỉ là loại tầm thường. Dạ bẩm quan, từ trước tới giờ con chưa từng đón tiếp quan quyền như quan. Vậy à? Dạ. Lễ tọ. Dạ. Đem trầu cho tao ăn. Dạ bẩm quan, trầu đây. Mình lúng gì mày? Mày làm gì vậy? Dạ, học trò. Tao hỏi mày kiếm cái gì ở trong đó? Dạ, bẩm quan, người ta thường nói miệng nhà quan có gan có thép, nên con xem bả trầu có phải như vậy không à? Mày là học trò thì mày phải đối ngay câu đó. Đối được á thì tao tha, bằng không thì nát xương. Lễ tọ. Dạ. Đem hèo tới đi. Đó, chết chưa con? Vô quán nghỉ mệt thì ngồi yên đi. Mày đặt sổ nho, sổ không ra thì ông sổ giùm mày vài chục hèo cho mày biết thế nào là lễ độ. Dạ đối câu đó hả quan? Dạ bẩm quan, khó quá. Khó cũng phải đối. Dạ quan từ từ để con suy nghĩ. Đổi mau mày. Lễ tọ. Dạ. Đè nó ra đập đi. Nằm xuống mày. Đích mày muốn ăn đòn thì ta chịu. Dạ bẩm quan, dạ con nghĩ ra rồi. Vậy thì nói đi. Dạ con đối đây. Miệng nhà quan có gan có thép thì đích nhà nghèo vừa lọ vừa thăm. Thôi, đi chỗ khác chơi. Dạ quan ơi, hồi nãy quan đố con rồi, xin quan cho con đố lại quan một câu thôi nha. Rồi đố đi. Dạ con xin đố quan về một loại cây. Cây gì càng xài càng cục mà mỗi lần xài chảy nước? Ê, trời ơi này, vô lễ. Mày dám nói bậy với quan ơi. Dạ đâu có bậy, cây đó xứ con nhiều lắm đó, có khi quan cũng có nữa. Đó là cây gì? Dạ xin quan cho con giải đáp cái vụ này đi. Biết không mà rồi giải đáp. Dạ biết sương. Dạ thưa quan, nó nói cây gì mà càng xài càng cục mà mỗi lần xài là chảy nước hay quan? Dễ ồn. Cây mía. Rồi đúng rồi, tao tin nói cây mía đó. Cây mía. Dạ tại cây mía mỗi lần ăn á là càng ăn nó càng cục, mà khi ăn nha cái nó chảy nước. Đúng không? Mía không? Dạ không phải, cây mía sai rồi. Cây mía dài còn cây tôi đố nó cục ngủng mà. Hả? Nói vậy sao mày? Sao sai mày? Vậy chứ cây gì mày? Dạ, quan chịu thua đi, tôi đâu có đố lệ tọt đâu. Thua đi quan. Rồi là tao chịu thua đó. Nè, mày trả lời mà tục tằn á, tao trói đầu mày đó nha. Dạ không có tục tằn đâu, con xin giải đáp nè. Cây đó là cây đèn cầy á. Hả? Đèn cầy? Dạ, đèn cầy á, cái thân nó cục ngủng mà mỗi lần xài cái nó càng thêm cục, mà lần xài nào rồi cái nó cũng chảy nước à. Ê, cái thằng này coi vậy mày giỏi nha. Giỏi gì mà giỏi? Còn thằng này nè, lại thằng kia chơi. Lệ tỏ. Dạ. Tại sao người dám xem nhẹ quan quyền? Ta đi sang cả đâu phải thấp hèn, mà đặt ta vô cái quán khách sơ phụ bất phụ bơ. Ghế bàn siêu dẻo, gỗ thịt mũi lạnh, thể thống ta còn chi bộ muốn chết hay sao? Dạ con đâu dám giỡn mặt quan quyền, bởi trời nắng gắt mà lại lỡ đường. Con đã ngô quanh chẳng có câu lâu, đành phải ghé đây xin quan nghỉ tạm cho qua hồi mệt nhọc. Đến xế chiều nay mọi thứ sẽ đổi thay.
Thì tới lúc này cũng phải đành chịu chứ biết làm sao. Dạ để con kêu chủ quán làm thức ăn cho quan lót dạ. Này, dạ. Nghe tao dặn nè. Dạ. Tao không có quen ăn ở những cái quán xá lèo tèo như vậy. Dạ. Cho nên kêu cái gì nhẹ nhẹ thôi, đơn sơ thôi. Dạ, đơn sơ. Ừ, đừng bài bẻ chi cho nó nhiều, đừng gà làm gà, đừng gà làm vịt gì hết á. Dạ, khỏi làm gà, làm vịt. Mà làm một con ngỗng. Ừ, một mình tao ăn hết con ngỗng cũng đã rồi, thêm món nào nữa thì nó phí của trời lắm. Dạ, dạ còn thức uống. Ôi ơi trời, thì cũng đang lúc giữa trưa, nóng nực, cho nên cứ đem ra cho tao vài bầu rượu uống cho nó ấm bụng. Nhớ dặn lấy rượu ngon nha. Dạ. Chủ quán, dạ. Mau làm cho quan một con ngỗng và mấy bầu rượu đại ngon để cho quan thưởng thức. Nhanh lên, quan còn phải di hành lo công vụ nữa. Dạ dạ dạ, bẩm ngài, quán con chỉ có gà, có vịt, có bánh ô bánh tét, đâu có ngỗng. Không có cũng phải lùng khắp làng trên xóm dưới kiếm cho quan. Không có nhõng cho quan sơi thì quan sẽ sơi cái cần cổ của mày. Sơi cái cần cổ của con? Ừ. Dạ, con sẽ ráng tìm cho ra ngọng. Thôi không có ca nữa mày, đi cho lẹ. Dạ. Chào cái tướng đi con dễ thương dễ sợ. Dạ dạ, xin quan chờ chút xíu sẽ có liền. Tọt tọt. Dạ. Nói với nó lẹ lẹ lên. Dạ. Ôi trời ơi, bây giờ ta muốn ngã lưng nghỉ một chút xíu, chừng nào xong thì mời ta dậy. Dạ. Công vụ còn ê hề, lòng giá đâu mà ăn uống. Dạ, sẵn số cái chổng tre mời quan ngã lưng nghỉ tạm đi cho con quạt hầu quan. Quạt mạnh tay lên. Dạ, quạt mạnh nó mỏi quan. Quạt. Dạ. Quan ơi, quan ngủ cho ngon, chừng nào ngỗng chín thì con gọi mời. Quan ơi, quan hời, quan hời, quan nằm ngủ khỏe, quan giả dời cánh tay. Ê, mệt. Ông ơi. Trời, gì vậy? Để yên cho quan ngủ, kêu réo cái gì? Trời ơi, đói còn chết à. Ông thương tình cho tụi tôi ăn uống chút đi chứ. Từ sáng tới giờ khiêng mệt quá, bụng mà trống trơn, đói muốn chết đây nè. Trời ơi, đúng là cái lũ bắt chước à. Thấy quan ăn là cũng muốn ăn. Thôi câm cái miệng mày lại đi, coi chừng tao cho ăn đoàn bây giờ đó. Trời ơi. Thấy chưa mày, tội nghiệp quan chưa mày. Hồi sáng tới giờ ngồi giọng chắc mỏi lắm, cho nên mới ngã lưng mà quan nó thăng rồi à. Thiệt nha. Nói ra thì sợ người ta bảo là mình nịnh, chứ sao tôi thương quan còn hơn ông cố tổ của tôi nữa. Ngủ ngay mà còn được thương. Ừ? Con kẻ khiêng muốn gãy cổ bị la bị chửi. Tiểu thơ ơi, ơi trời nắng quá, thôi mình ghé tạm vô cái quán này mình nghỉ chân chút xíu đi tiểu thơ. Bộ em thấy mệt rồi hả? Dạ mệt thì ít, nhưng mà khát nước thì nhiều. Vậy thì ghé vô. Ông chủ quán, ông chủ quán ơi. Nè nè nè, im lặng không được ồn ào. Cô ơi, sao có lính lệ trong quán nữa? Dạ chúng tôi muốn hỏi chủ quán để... Kể từ giờ phút này chủ quán không tiếp khách. Chủ quán chỉ lo tiếp quan với tôi. Quan? Phải, quan huyện Di Hành đang nghỉ ở trong quán, cấm kêu réo, cấm nói chuyện lộn xộn làm rộn lỗ tai quan. Lộn xộn thì mã đà, nghe rõ chưa mấy em? Dạ dạ thưa ngài. Cái gì, cái gì? Dạ thưa ngài, thịt ngỗng với rượu ngon con đã bày dọn sẵn. Con xin thỉnh mời quan trên dùng thử. Tốt lắm, để ta kêu quan dậy cho quan dùng bữa. Thật tội cho người phải ôm cái đói vào giấc ngủ. Dạ bẩm quan. Phải, phải có kêu, vì tao đây đã nghe mùi. Chú quá à. Dạ. À, thấy con ngỗng hơi gầy. Con ngỗng này vừa đúng bà cần. Dạ con không thể kiếm con nào to hơn. Ba
cân mà có ăn nhầm gì, không đủ quan lớn như trẻ văn quan. Mày biết sao không? Sao? Mỗi bữa ăn của quan á là phải một con gà, một con gà, một cái giò heo, một cái giò heo, nửa cân chả, nửa cân chả, bốn lạng tôm cua, tôm cua bốn lạng, chưa kể một con cá lóc hấp hơn một cân và các loại gia vị như bún nem, qua quả, cộng lại cũng hết năm cân. Con ngỗng mày ba cân mà thấm tháp gì? Trời ơi, quan ăn gì dữ vậy? Chứ sao quan vậy, là mày ta ăn gấp đôi quan lên. Thôi thôi, mày nói đúng đó, nó lỡ dinh đường kìa. Ở đây thì khác, dạ. Tao phải cảm thông với hoàn cảnh của dân chúng ở những vùng còn nhiều thiếu thốn đơn sơ như vậy. Vậy tao thấy cũng được rồi. Dạ bẩm quan. Dạ còn đây là rượu ngon được làm bằng nếp. Dạ con xin kính mời quan. Tao ném trước. Được được. Mà thôi, bận công vụ quá nên cũng uống chút ít thôi. Dạ. Hết mấy bầu này thôi, đừng có rót nữa nghe. Nghe chưa mị? Dạ quan thật là đức độ cao thâm. Cả lúc ăn, lúc nghỉ đều một lòng lo cho công vụ. Tạ. Dạ có tội. Này lệ tạ. Dạ. Thấy người vì ta. Dạ. Mà tận tâm lo lắng. Dạ. Ta xúc động lắm. Dạ. Ta sẽ ban cho, thưởng cho. Dạ, quan thấu được lòng con là con có diễm phúc lắm rồi. Con đâu dám nhận phần thưởng của quan cho. Đừng cãi. Ta đã ban thưởng thì phải nhận, đừng cãi. Dạ. Quan đã dạy con xin tuân. Dạ con tạ ơn quan. Đây, chờ đi chờ. Dạ. Miếng này đưa tới mười. Nè, miếng này ta thưởng cho người đó. Cặp giò ngỗng coi xương vậy chứ còn răng ăn giòn lắm. Nhai kỹ đi, béo lắm. Tự nhiên người ta nè 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 nhai đi. Dạ, nhai. Nuốt nè, nuốt cho ta nuốt. Dạ, béo, béo. Béo không? Dạ, béo. Ừ. Tọt ơi. Dạ. Ê, trời ơi, tưởng xin mày kêu tao cũng dạ, đã bảo im cứ lải nhải hoài nha mày. Chuyện gì đó? Dạ bẩm quan, mấy thằng phu khiên giống này nãy giờ cứ than bạch nhọc mà khiến cho con đây nổi cọc. Có phước mới được gần quan, tấm thân thì như trâu nước mà mới mấy bước đã than đủ điều, xin cho mấy hèo để ngừng than thở. Ấy là người trên thì ta đâu anh ở riêng ta non cày ở dưới buông đổi làm. Làm quan thì phải thương dân chứ. Dạ quan nói vậy là đúng đó. Chứ ông Lệ này khắc nghiệt quá, chắc vợ con ông ở nhà ốm nhơm ốm nhách nè. Lâu anh em ơi, tụi mình sắp được cho ăn uống rồi đó anh em. Chủ quán. Dạ. Mau đem lên đây cho tôi mà mấy tô. Trời. Nghe tô là thấy no rồi. Cho nó tới tô luôn. Mỗi đếm nghe mỗi một người phu khiên giống của tôi là mỗi người một tô nước mưa. Đáng đúng rồi. Nước mưa. Trời nóng vậy uống nước mưa nó mới mát, nó tinh khiết, chứ đừng uống nước sông, nước giếng dễ đào bụng lắm. Nhưng mà thưa quan. Thôi, quan đã ra ơn như vậy rồi đừng có thưa bấm gì nữa cả. Dạ mời quan dùng thêm. Hơi ngon. Trời ơi, nhìn ông ăn mà ruột đau từng chập vậy. Chủ quán ơi. Dạ. Lấy cho tôi mấy cái bánh ú. Nè, em hãy đưa cho mấy người khiên giỏng dùng đỡ đi. Dạ. Dạ, dạ mời mấy ông ăn tạm và chiếc bánh cho đỡ đói lòng. Dạ, cảm ơn cô. Hả? Em nhìn kỹ coi, ta thấy ông khiên giỏng kia sao giống Nguyễn Huynh quá. Dạ, em cũng thấy giống quá. Để em hỏi thử. Ông ơi, ông tên gì vậy? Dạ tôi tên Tèo. Tèo hả? Dạ. Hả? Sao cô nhìn tôi dữ vậy? Dạ tại tôi thấy ông giống một người quen. Xin lỗi ông nghe. Ông ơi, bánh có ngon không ông? Dạ ngon lắm, dạ cảm ơn cô. Vậy thì mấy ông ăn thêm đi.
Thiệt, nếu không có mấy cô chắc tụi tôi bỏ xác ở đây luôn quá. Vài chiếc bánh mọn có chi mà ơn nghĩa. Các ông cố gắng ăn cho thật no thật khỏe, rồi hầu hạ cho quan thật tốt. Đúng rồi đó, chứ yếu yếu thì khiên quan không có nổi đâu. Tướng tá của cái ông quan Phương Phi béo tốt, cả đàn heo của nhà mình nuôi cũng không có con nào mập bằng quan đâu hả cô? Dạ quan, nước đi. Trời ơi, ba hồn chính dí con ngỗng xuống, lẹ đi con, lẹ đi con xuống. Nè, hai cái nàng kia, con cái nhà ai mà dám buông lời vô lễ với ta như vậy hả? Dạ chúng tôi đâu có dám vô lễ. Đó là những lời khen tặng quan trên đó chứ. Khen hả? Khen gì mà dí ta với heo? Ê nè, bộ hết con gì để dí quan hay sao mà dí quan với heo à? Vậy chứ chúng tôi biết dí với con gì bây giờ? Thì thiếu gì con, ví dụ như là con cọp à, hay tệ lắm phải là trâu là bò, chứ tại sao lại dí với heo? Lẽ đó. Dạ. Còn đến đây. Dạ. Để cho tao hỏi này hả kia, tại sao buông lời xúc phạm đến một đại quan rất vinh giá cao sang? Chắc nàng chưa nghe quay quan huyện, dù rằng ta rất thương dân nhưng hỗn hào quà thì cũng chẳng ngưng tay. Chúng tôi là kẻ quê mùa nên lời lẽ ngây ngô, nếu lời chạm tới quay ngài cũng xin hãy thứ tha. Thôi, nếu muốn ta tha cho thì mau mau khai tên họ, còn cái nhà ai và nhà cửa ở nơi đâu? Nói mau tên họ. Dạ đây là Tiểu. À, chị em tôi là Tiểu Mai và Tiểu. Tiểu gì? Tiểu gì? Dạ Tiểu Mốt. Dạ chị em là Tiểu Mai, còn em, dạ em là Tiểu Mốt. Trời ơi, cái tên Tiểu Mai nghe còn có cảm tình nha, chứ cái Tiểu Mốt sao nghe làm như hơi sắp hồng nha. Con cái nhà ai? Dạ cha mẹ chúng tôi đều già yếu cả rồi, nhà cách đây chỉ vài lối rẽ. Nhà lớn hay nhỏ, nhà ngói hay nhà chanh, có giường ruộng trâu bò gì không? Dạ nhờ trời thương nên nhà cũng đủ sống qua ngày. Nếu có dịp mời quan trên ghé đến tệ xá của Dương Bá Hộ. Hả? Bá Hộ? Dạ bẩm quan, đây là con gái nhà Bá Hộ, các cô có nhã ý mời quan ghé. Không, còn dạ. Được, ta là quan ta phải tận lực với việc quan, đâu có la cà ghé chỗ này chỗ nọ. Nghe ta nói đây. Dạ. Hai nàng kia, nếu muốn ta tha cho cái tội ăn nói bất kính thì phải chịu nộp phạt. Nộp phạt? Hai nàng là phận gái cho nên ta chỉ phạt tượng trưng thôi. Chỉ cần 50 quan tiền chồng đủ. 50 quan tiền? Dạ thưa quan, chị em chúng tôi đâu có số tiền to như vậy. Nhà Bá Hộ không có 50 quan sao em? Dạ chẳng lẽ quan không có hình phạt nào khác hơn là phạt tiền sao? Phạt tiền là gọn nhất. Mà thôi, nếu nàng tiếc tiền thì nàng có bằng lòng dưng cơm hầu nước cho vinh quang một đâu khâu? Tôi nửa năm nữa. Chỉ một năm thôi. Cười cái điệu này là ló mòi rồi. Một ngày cũng đủ xác sơ rồi, cần chỉ tới một năm. Nè. Dạ. Người nói cái gì? Dạ bẩm quan, tôi nghĩ là đối với nữ nhi thì đại quan cũng nên nương nhẹ tay để lấy tiếng nhân từ. Vì phong cách của hai cô đây không phải hạng chanh chua. Tuy chúng tôi là qua giường có dạy nhưng cũng học đòi theo nghiêm mục để hầu mãi sao không còn bị trói thân. Như bao nhiêu người bạc phận chỉ biết quẩn quanh xô bếp mà thôi. Khi trưởng thành thì có mặt rủi may, chỉ cúi đầu cam phận làm dâu. Xin đại quan nghĩ lại đừng bắt làm tôi mọi. Trong sách có câu, hãy gieo hạt độc thì có ngày ăn trái độc. Ừ, nhi nữ thường tình mà học đòi kinh sử à? Vậy chứ hai nàng học được mấy chữ? Mấy chữ, mấy câu rồi? Dạ, ít câu thôi. Ít câu mà câu gì vậy? Dạ, thí dụ như câu quan nhất thời dân vạn đại. Còn câu gì nữa? Dạ còn, đồng tiền nối liền khúc ruột. Khá lâu, giỏi. Dầm dơ, dầm cơ cầu. Nè,
nó đã bảo là có theo đuổi văn nghệ hay chưa thì ngay tức khắc nàng phải tổ tài ứng khẩu qua một bài thơ tả cảnh hiện nay đang cầu xin quan thứ tội tình. Chúng tôi chỉ có chữ lận lưng thì làm sao quả nổi một bài thơ. Nếu không xong tội hình phải chịu, đừng mong quan tiết ngọc thương hương, ta sẽ bắt hai nàng về chung quyển đường. Về quyển đường kể như đời nát như tương, lời quan ban đã đẩy đến đường cùng, chúng tôi phải đành tuân theo. Quan quyện mà gặp tai thị điểm thì từ chết tới bị thương. Nếu được ta sẽ thả chị em nàng ngay lập tức. Xin quan giữ y lời hứa, và nếu như lời lẽ chúng tôi còn dụng về cũng xin quan miễn chấp. Miễn là bài thơ ứng khẩu kia đúng với tình cảnh này, nghĩa là lỗi phép quan. Được, hãy đọc thử ta nghe. Dạ tôi đọc nha. Lòng thầm nghĩ tạm một phen, ai hay vào đây có quay trở về. Tại vì trong quán có quan, trong quán có quan to to lắm, quan to nhất vùng. Ông quan có cây tùng to, có cây tùng to, lỡ lời khen tặng bụng quan. Rộng lớn quán nắng hơn người, một con nóc béo thật to, một mình quan xơi chỉ một mình quan. Lỡ lời quan giận quan hờn, quan nổi điên. Quan thương là thương nhi nữ, quan không là không đánh đòn. Quan chỉ phạt tiền đúng 50 quan, không thiếu một xu. Nhưng không có tiền thì làm sao? Không tiền thì đi làm sao? Không tiền thì phải hầu quan, chứ biết làm sao? Không dám hầu đâu, vậy biết làm sao? Làm thơ là thơ con cóc, vuốt ve cho quan hết hờn, quan hết giận hờn, quan hết nỗi điên, quan hết nỗi điên, quan hết đòi tiền, quan hết đòi tiền. Mình mới được yên. Hay quá, không ngờ cả hai cô có tài quá, bài thơ thiệt hay à. Ông quan có cái bụng to, có cái bụng to. Im ngay, mấy cái gì mà hay? Lệ Tật, đổi hai cô ả này lại cho tao. Thì ra quan cũng như loài răng môi cắt kè, thay đổi theo mỗi phút mỗi giờ. Mới nói đó làm thơ xong sẽ thả, giờ lại hồ bắt trôi. Và các nàng cứng cổ tưởng rằng đã biết an năng lại còn dùng văn chương móc lòn. Mau đưa tay để ta chói cho rồi, than gian thêm chi cũng bằng thừa. Đừng có thấy chúng tôi là con gái, chân mềm tay yếu mà giở trò ăn hiếp. Bây giờ hãy rảnh lỗ tai, nghe ta xưng danh tánh rõ ràng. Lão, nhà bá hộ là cái thá gì mà định hù quan? Chúng tôi chẳng phải con cái nhà bá hộ nào cả. Và ở đây cũng không có ai là tiểu mai và tiểu mốt. Để chúng mày là tiểu gì? Tiểu thơ. Đây là tiểu thơ, con gái của quan bản nhãn họ Đoàn. Hả? Con gái của quan bản nhãn họ Đoàn. Té ra đây là Đoàn Thị Điểm. Ui cha. Dạ. Đoàn Thị Điểm tiểu thơ đi sao? Rồi, quan đụng nhầm mổ kiến lửa rồi quan. Lệ Tật nha, còn mày nữa, con mắt mày để đâu mày? Mà tại sao mày hạch sách nữa con gái của quan bản nhãn? Dạ, ta nói chuyện quan đang chút. Dạ, con nghĩ quan đừng có sợ gì hết đó. Quan bản nhãn họ Đoàn hiện nay đâu có quyền hành lớn hơn quan quyển. Đồ ngu. Dạ, con ngu. Tiếng tâm của bản nhãn họ Đoàn rất lớn, vả lại họ Đoàn còn là thầy học rất nhiều văn nhân sĩ tử.
đụng tới họ Đoàn thì sau này lập sĩ tử văn nhân Đỗ Đạt Thành, ông nọ ông kia, nó sẽ trả thù cho thầy của nó. Lúc đó kho bề yên ổn, cũng tại mày hết trơn, cái đồ vô dụng. Dạ con vô dụng. Xin quan cho chúng tôi trở về gia nội để lấy tiền đến đây nộp phạt. Dạ thưa. Dạ thưa tiểu thơ, tại đường xa xa xôi lại thêm nắng nôi mệt nhọc, cho nên nguyện mộ mệt nhọc theo cái sự nắng nôi kém sáng suốt, nhận ra tiểu thơ là con quan bản. Mong tiểu thơ đừng trách nếu tiểu thơ muốn về thì dạ. Lễ tớ dạ chuẩn bị giọng để đưa tiểu thơ đi về gia nội. Giọng kia hay để dành cho quan lớn, chúng tôi đâu nỡ ngồi khi người khác phải è cổ cong lưng. Nếu như quan lớn thương tình thì cho phép chúng tôi dời bước. Tiểu thơ dạ xin dám mong tiểu thơ đừng có vui miệng kể chuyện này lại cho quan bản biết. Chúng tôi không có nhiều chuyện đâu, chỉ mong quan huyện đừng gây chuyện nhiều. Em, chúng ta về. Lẽ tỏ. Dạ. Trời ơi, tất cả cũng tại mày mà ra tất cả. Tại mày dẫn tao vào cái quan chết tiệt này mới có chuyện rắc rối như vậy. Dạ. Trời ơi, về huyện đường mày sẽ biết tới tao. Mấy thằng vô kiên giảm đâu? Chuẩn bị đưa quan đi tiếp cuộc di hành. Không, không còn di hành di tỏi nữa đó. Giờ trở lại huyện đường. Dạ, mời quan ra giọng. Dạ, quan dạ. Gì kìa, quan cái gì mày? Dạ bẩm với quan, quán của con nghèo, xin quan cho con tiền rượu, tiền thịt nãy giờ. À chà, tiền hả? Dạ. Tiền nè. Hầu hạ quan mà dám đòi tiền hả? Tao đốt quán bây giờ. Còn cái thằng kia, sao mà ngồi đó mày? Lên giọng lẹ lên mày. À, lên giọng mà. Dạ. Lên liền. Cái thằng khốn kiếp sao mày dám lên giọng của quan, leo xuống mày. Lẹ tọt. Dạ. Mày đập gãy cổ nó tao coi. Dạ chưa liền. Quan, hãy nhìn vô kỹ đây. Nhìn cái gì? Hãy nhìn sắc kiếp vua bằng ta là quan đảng cải trang dân thường. Trời ơi, lại gấp tay ương cuối dân quan đảng đối thương niệm tình. Tại vì ngày thay lúc đổi hình nên bất cứ thương nhìn chẳng có ra. Muốn ta tha thứ thì ngay tức thời phải cúi xuống nghiêng vai gánh vác trả lại đoạn đường người đã bắt ta khiêng. Dạ đường cũng là bộ nguyện quan ôm lưng chiên giống cho người ta chê cười. Sợ người ta chê cười à? Chứ nãy người bắt quan trạng khiêng ngươi đó là sao? Dạ bẩm quan trạng, vì hồi nãy ông biết quan trạng là quan trạng cho nó mới làm vậy. Chứ giờ biết quan trạng làm sao con tôi dám làm vậy? Dạ xin quan trạng cho biết bây giờ quan trạng muốn cái gì là tôi chiều cái ấy. À muốn cái gì chiều cái à? Dạ. Điều thứ nhất, dạ trả tiền cho chủ quán. Dạ được. Lễ tốt. Dạ thanh toán. Dạ. Nhưng quan ơi, đâu có đem theo tiền. Làm giấy thiếu lại. Dạ. dạ con đội ơn quan trạng. Dạ. Được rồi quan huyện, ban nãy người bắt ta khiêng cái thây mập của người thì bây giờ ngươi phải khiêng ta lại, nhanh lên. Dạ bẩm như quan trạng gì chắc là tôi làm không kham quá, nặng quá. Dạ để tôi tính như vậy. Lẽ tóc. Dạ. Phụ giùm tao một tay coi. Không, không ai phụ ai hết. Mỗi tên một đầu giống nghe chưa? Dạ. Lôi dù kiểu này chắc là tôi bung cái thùng nước lèo quá rồi. Mấy anh kia về nhà hết đi, giống đã có người khiêng rồi. Nhanh lên, khiêng nhanh lên. Bà con lại coi nè, quan nguyện khiêng giọng nè. Cửa gì? Lưng ngộ thiệt gì cười, người ta khiêng giọng vô bây giờ chừng. Vô, đóng cửa lại. Một lần cho người nhớ, từ rày đừng bắt người ta làm tôi mỏi nữa, nghe rõ chưa? Dạ rõ rồi. Nghĩ lại thấy con nhỏ hồi nãy nó nói đúng à. Hễ gieo hạt độc thì có ngày phải ăn trái độc. Chết rồi quan ơi.
Nên. Dạ. Mày to phải không? Dạ. Về chính đường biết tay tao. Ngày này tao tọt cho hai con mắt mà tiêu luôn cho mày biết thân à. Trời ơi, khiên nặng muốn chết rồi còn về đồ chọt cho mắt người ta nữa. Rồi cũng khiên rồi chứ bộ có nở gông đâu. Hôm nay là ngày gì xui thấy nè.